Xin chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục tập 5 trong cái chuỗi video về mô hình nuôi con ốc bưu trong bể lót bạc. Trong tập 5 này em xin gửi đến bà con hai nội dung chính sau. Thứ nhất đó là em sẽ kiểm tra cái độ phát triển của con ốc so với tập trước cho bà con tham khảo. Thứ hai là em xin gửi đến bà con ba cái lưu ý cần thiết cho những bà con cũng như những cái bạn trẻ nào mà muốn lập nghiệp với con ốc. Rồi, em xin vào cái nội dung đầu tiên. Bây giờ em sẽ đi bắt một số con ốc bưu và ốc lác để so sánh cái độ phát triển cho bà con xem nha. Tính đến thời điểm hiện tại là còn 2 tháng nha bà con. Đây, cái này là vô mẫu 45-50 con một ký ốc bưu nha bà. Nó đang chìm ở dưới nè. Cái này mình đụng nước nó sẽ chìm thôi bà con. Đây bà con, em sẽ bắt vô gỗ cho bà con xem. Ốc thì nó không có lớn đều, nói chung là có tùy theo cái thể trạng của nó, con bự con nhỏ. La patrona la designa, pero mira como vaina, girl. La patrona la designa, pero mira como vaina, girl. Es lo que te llevases ahí, y aquí competencia ya no hay. Nadie se compara a tu style, por eso andamos fire, andamos fire, por eso andamos. De todas las guiales, es la number one, de las buenas mis males. Yeah, 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 yeah. Me dice que tal si vamos a quemar, you know. Pero vaya, gente que no le gusta que no sea normal, mala. Estamos en la buena, pero con ello en la mala. Solo tenemos una vida, hay que gozarla, bebé. Hay que gozarla, bebé. Ella es una fila, una mujer entera. Tiene su respeto, ella es la mera mera. Es de la plaza, esa es su casa. Rồi, thì ở đây nó cũng khô gáo đây em. Cho bà con xem. Đây là ốc bưu. Cái này là vô 45 con ký hết nha bà con. 45 con ký trở lại. Thì vẫn còn một số con nó mới tầm ngón tay cái à. Đó, nó đôi cái nữa. Nhưng một số con đã bự rồi đây. Con này là bự hơn ngón cái rồi. Con này ấp thịt vàng. Mà con thấy nó màu vàng không? Màu vàng khe. Đây. Nói chung là bóng lưỡng. Và con ốc mình nuôi nhìn đẹp lắm. Thì như đây những cái con như thế này. Những cái con như thế này thì đây mỏ nó mỏng nè. Mỏ này là mình động mạnh quá là nó bị hư á, nó bị bể cái mỏ. Những con thế này thì tầm một tháng nữa nó sẽ chúng ta sẽ bắt đầu cho nó sinh sản. Một tháng nữa chắc ăn là sẽ sinh sản nha bà con. Một tháng đến một tháng rưỡi nữa thì cỡ này là lên nuôi tầm một tháng nữa là lên 30 con một ký hết nha bà con. Còn những cái con như thế này thì tất tầm mấy 2 tháng nữa nó tăng trọng rất là nhanh. Còn bên đây là ốc lác. Ốc lác thì nó đạt như thế này là cũng yêu cầu rồi, tại vì nó khi mà nó thành phẩm á là nó cỡ như thế này thôi. Cỡ như thế này thôi. Nó tầm khoảng 60 đến 45 con một ký. To nhất là cỡ này là hết lóc rồi. Đó như cái này nè, như thế này thôi nha bà con.
Thì con ốc lát này là cái thịt nó rất là ngon. Đây, ốc lát này thịt cực kỳ ngon, nó giòn. Thì chúng ta sẽ, nhà hàng thì nó trộn cái phần lục xả, còn bu thì nướng. Đây, như bà con thấy ở đây, ở cái tập 4 á, là em quay cách đây 20 ngày. Thì em sẽ, bà con thấy phát triển không? Một tháng rưỡi nữa em sẽ làm cái bể sinh sản và phân tích cách nuôi sinh sản cũng như về ốc đực, ốc cái cho bà con xem. Ốc rất là đẹp nha bà con. Thì cái mòn đít mòn gì đó ở đây nó cũng có, nhưng mà không có vấn đề gì đâu. Nó đâu có ăn được tới con ốc đâu mà. Con ốc thịt vàng nó đẹp không? Màu vàng khe à. Đây. Cái này hiện tại hai cái bể này là ở ngày mưa nhiều quá nên nó hao, một ngày nó hao từ 3 đến 4 con la gai mà bà con, không vấn đề gì hết. Thì chúng ta nuôi tới thành phẩm thì nó cái độ hao đó tầm khoảng từ 10 đến 30%. Bà con nuôi con gì cũng phải hao nha bà con. Không đã nuôi thủy sản là phải có hao, không ông nào mà dám tuyên bố là tôi nuôi không hao con nào thì em cũng sợ ông đó luôn. Nuôi thủy sản là phải có hao. Còn ốc lát là những con như thế này nè, ngon như thế này là nó sẽ lên được thương phẩm. Như đây là từ 60 đến 45 con 1 kg. Đây. Cái này nó cũng sinh sản à, tầm 1 tháng, 1 tháng rưỡi nó sẽ bắt đầu sinh sản cho con xem. Con ốc lát ở đây trứng nhỏ lắm. Thì chúng ta nuôi như thế này là đạt yêu cầu. Đạt yêu cầu thôi. Con ốc thịt vàng này là nó gà lử rất là đẹp, thịt nó rất là vàng. Vàng lùm luôn. Rồi bây giờ em sẽ thả lại nha bà con. Nói chung là em không muốn bắt nhiều, tại vì bắt nhiều mất công phải thả lại chứ gì á. Mà thả lại thì chúng ta không có thể nào mà đổ nó xuống được. Chúng ta phải thả từ từ cho nó tự bò đi. Nhưng mà chúng ta thả nó xuống đổ nó luôn là nó sốc. Ở đây em sẽ thả lên cái lá bằng súng này. Lấy một súng còn chịu không nổi luôn mấy ốc này luôn. Rồi, để em tắt cái máy quay, em thả một cái cho nó rồi xong em sẽ quay tiếp. Rồi em thả lại xong rồi nha bà con. Thì bây giờ em cũng xin qua cái nội dung thứ hai. Đó là em xin gửi đến bà con ba cái lưu ý đối với những bà con hay những bạn trẻ nào muốn khởi nghiệp từ con ốc. Thì như bà con biết á, thì chúng ta nuôi bất cứ con gì hay là chúng ta làm bất cứ điều gì á, chúng ta cần phải tìm hiểu trước, chúng ta tìm hiểu kỹ, chúng ta phải nắm được các cái kiến thức cơ bản về cái việc chúng ta sẽ làm. Và chúng ta nên làm một cách từ từ, không cần phải quá vội. Và chúng ta làm từ thấp đến cao thì cái độ thành công nó sẽ cao hơn. Thì như đối với nuôi con ốc á, thì chúng ta phải, bà con phải làm một cách từ từ. Nếu mà ai mà gấp quá thì 99% là sẽ thất bại. Em là bảo đảm sẽ thất bại. Là con ốc là chúng nó là một cái loài thủy sản. Khi chúng ta nuôi chúng thì chúng ta cần phải trang bị một cái kiến thức về cái thủy sản, gọi là kiến thức cơ bản về cái nguồn nước, về cái thức ăn, về cái kỹ thuật chăm sóc, như thay nước như thế nào. Thì đối với nuôi con ốc, quan trọng nhất đầu tiên đó là cái nguồn nước, cái thứ hai là cái thức ăn, và cái thứ ba là con giống. Thì đối với cái nguồn nước, chúng ta nuôi ốc đầu tiên chúng ta cần phải trang bị một cái nguồn nước. Chúng ta cần phải có một cái nguồn nước sạch. Trước khi chúng ta nghĩ đến nuôi ốc thì chúng ta cần phải kiểm tra cái nguồn nước. Thứ nhất là nó phải sạch, nó không nhiễm mặn, không phèn, không nhiễm các loại thuốc hóa học. Khi mà chúng ta trang bị được cái nguồn nước thì chúng ta mới nghĩ đến vấn đề nuôi ốc. Nếu mà các bạn nào mà nuôi trong cái bể lót bạc như thế này
thì các bạn cần phải làm một cái hệ thống xả tràn. Hệ thống xả tràn để chúng ta có thể hàng ngày chúng ta thay nước, chúng ta chỉ cần xả 20% thôi. Và nếu mà các cái bạn nào mà hay bà con nào mà ở gần các cái loại sông mà sông lớn thì miền Tây gọi là sông cái đó, thì những cái sông đấy là nó rất là sạch, thì nước rất là trong và ít nhiễm các cái loại thuốc hóa học. Nếu mà chúng ta gần nguồn nước những con sông đấy thì chúng ta nuôi ốc rất là tuyệt vời. Còn đối với những cái bạn nào mà ở trong đồng có cái sông hẹp đó thì nguồn nước đó nó có khả năng nhiễm các cái loại thuốc hóa học từ cái ruộng lúa nó xả ra, thì tốt nhất là các bạn nên làm một cái bể để chứa nước. Chúng ta sẽ xử lý nước và chúng ta sẽ bơm nước đó qua cái bể để nuôi. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn nuôi nguồn nước là nước giếng hoặc là nước nước máy á, các bạn vẫn nuôi được. Nước giếng này, nước giếng với nước máy thì các bạn cần chú ý là kiểm tra cái độ phèn, cái độ pH và kiểm tra xem coi cái nước nguồn nước giếng đó, nguồn nước máy đó nó có cây nước nó có xử lý bằng clo hay không. Nếu không có xử lý thì bà con cứ nuôi thoải mái. Nuôi con ốc thì nó cần phải có cái giá thể để bám. Thì giá thể để bám là gì? Đó là các loại cây thủy sinh. Các loại cây thủy sinh là tên gọi chung của các cái loại cây mà có nó có thể sống dưới nước. Ví dụ như là bông súng nè, bèo. Như bà con thấy trong cái bể đây không? Đây có bông súng, bèo, tai tượng, cây rong, rong vuông tròn rồi đó. Thì về cái vấn đề thủy sinh, em có làm cái tập là hướng dẫn cho bà con về 5 cái loại cây thủy sinh thiết yếu để chúng ta có thể nuôi con ốc. Thì bà con có thể tham khảo lại, em sẽ để dưới phần cái link dưới phần mô tả. Thì qua cái phần thứ hai đó là đối với thức ăn. Thì như bà con biết là con ốc nó ăn được tất cả các loại thực vật. Thực vật cho bà con, nó không ăn động vật đâu. Thì ăn được tất cả các loại thực vật, từ rau, củ, quả, lá cây, trái cây, cho tới rong, bèo, cái gì nó cũng ăn. Nhưng mà bà con chú ý là nó ở dơ, nhưng mà nó ăn sạch. Thức ăn phải đặc biệt là không được nhiễm thuốc hóa học. Nếu nhiễm thuốc hóa học thì không xong. 100% là nó ăn vô, con nào cũng ăn là dính hết. Khi mà nó mà hao thì 2-3 ngày sau là bắt đầu hao rất là nhiều. Thì thức ăn là bà con nên chú ý là chúng ta cho ăn vừa phải. Chúng ta cho ăn tỷ lệ với cái số lượng trong con ốc của con ốc chúng ta. Ví dụ như chúng ta có 1 ký ốc trong cái bể này thì chúng ta sẽ cho ăn với 1 ký cái thức ăn. Thì bà con nhớ là con ốc nó không có chết gì đói, mà nó sẽ hao gì ăn quá nhiều. Nó ăn nhiều thì nó ra ruộng thôi nghe bà con. Bà con chú ý là chúng ta khi mà chúng ta thả thủy sinh đó, là con ốc nó vẫn ăn thủy sinh nó sống. Nhưng mà cái khả năng tăng trọng của nó sẽ thấp hơn. Thì chúng ta cho ăn thêm, như ở đây em cho ăn thêm mớp, mớp non, lau đủ, nó sẽ tăng trọng nhanh hơn. Còn chúng ta để không, nó vẫn ăn thủy sinh. Như ở đây có bông súng nè, bông súng, bèo, thì nó vẫn ăn và sống bình thường, phát triển bình thường, không có gì hết. Còn khi mà chúng ta bổ sung thêm các loại trái cây thì chỉ cho ăn số lượng vừa phải, cho ăn vào buổi chiều. Buổi chiều tối như thế này chúng ta cho ăn tới sáng hết là được. Và chúng ta không cho ăn thì nó vẫn ăn bèo và sống. Coi như là dạng như ông bà ta thường nói là ăn để sống đó, ăn qua ngày đó. Nó vẫn nhai bèo nó sống thôi, bình thường. Còn muốn mà tẩm bổ thêm thì cho ăn thêm bầu mớp rồi đấy, trái cây, anh long đồ. Có nhiều bạn cũng cho ăn thanh long. Thanh long ở xứ thanh long, thanh long rẻ quá nên cái thanh long cho nó ăn. Nó ăn rất là nhiều. Nó ăn được tầng 2 tầng xong rồi lại báo em là nó sao nó bị sưng cái dồi. Thì đấy, ăn bao nhiêu để xuống cũng ăn hết thì chú ý là gì? Chúng ta nên cho ăn vừa phải thôi. Con gì cũng vậy bà con, thủy sản mà. Ăn nhiều là gây hại thôi.
Thì đó là về phần thức ăn. Em xin qua cái thứ ba đó là về vấn đề con giống. Thì cái con giống mà bà con tốt nhất mà bà con có thể nuôi để thử nghiệm đó là từ 1 đến 2 tuần tuổi, từ 7 đến 15 ngày tuổi đó, sau khi nở. Thì những con giống đó là nó thích nghi rất là cao và bà con có thể bắt đầu từ nuôi từ những con đấy. Thì bà con khi mà bà con muốn nuôi thì bà con nên tới tận nơi những cái chỗ mà nơi mà chúng ta họ cung cấp con giống đó, để tham quan học hỏi kinh nghiệm cũng như là lấy giống luôn. Thì cái đó là người xưa gọi là cái mục sở thị đấy, bà con cứ tới tận nơi luôn tìm hiểu xem coi họ nuôi như thế nào, họ làm như thế nào, tại sao họ làm được mà mình làm không được. Bà con đừng có ham mà lấy cái con bự, cứ lấy cái từ 7 đến 15 ngày tuổi đó bà con cứ về mà nuôi, nó thích nghi rất là cao. Một điều nữa là bà con không nên lấy nhiều khởi đầu, thì bà con nên lấy từ 1.000, 2.000 con về. Cái gì chúng ta phải làm từ từ thôi, gấp quá thì không được. Sau khi chúng ta đem giống về nuôi được từ 1 tuần, 2 tuần, nửa tháng, 1 tháng, khi thấy nó phát triển tốt, chúng ta hiểu được cái đặc tính của nó rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng thêm. Một mở rộng thì bà con có thể là nuôi cái số lượng đó, 2.000 con đó, bà con nuôi tới lớn luôn, bỏ ra 4 tháng trời thì nó sẽ, bà con sẽ gầy lại được từ đại con giống. Nếu không bà con có thể lấy thêm con giống. Về vấn đề con giống thì còn một cái yếu tố nữa là hiện tại là trên thị trường là có khá nhiều cũng người kinh doanh về con giống, là bán cái loại ốc gọi là ốc bố mẹ, cũng như các cái loại ốc mà bằng ngón cái đó, như cái này nha bà con. Thì con ốc ở đây, thì con ốc này là cái dân lái ốc, nó gọi là con ốc dịch. Ốc dịch là vì sao? Thì những con ốc này là khi người ta vớt, nhà vườn người ta vớt ta căng á, là nó không có đạt được lên được cái ốc loại 1, loại 2, nó không lên được thương phẩm thì họ sẽ giạt ra và họ sẽ bán cho những cái người nuôi dịch. Họ nuôi dịch, họ mua về để họ cho dịch ăn, người ta gọi là ốc dịch. Khuyên bà con là có ý định nuôi ốc bố mẹ hay những ốc lớn như thế thì bà con cần phải tìm hiểu kỹ cái nguồn gốc của cái con giống đó. Nếu mà người bán nuôi từ nhỏ cho tới lớn tại chỗ luôn, bà con tới nơi bắt, bà con cách đóng thùng, cách đóng cho ốc sao không bị sốc, kêu bằng chuyển về và bà con thả đúng cái thực thì tỷ lệ sống nó sẽ nằm từ 50-70%. Còn nếu mà nguồn gốc không rõ ràng thì khi bà con thả là tầm 10 ngày sau nó sẽ hao, tỷ lệ hao hụt là không, em nói tỷ lệ còn sống là chắc dưới 10%, em đảm bảo là dưới 10%, em không? Dưới 10%. Còn về cái ốc tự nhiên bà con bắt vô nuôi vẫn được. Nếu bà con có ốc tự nhiên bắt gì nuôi vẫn được, nhưng mà tỷ lệ hao hụt nó sẽ, tỷ lệ sống nó sẽ từ 30-40% thôi, và nó tầm khoảng 10 ngày sau nó sẽ bắt đầu hao cho bà con. Nên em khuyên bà con là nên nuôi từ nhỏ lên, tại nguồn nước đó nó sẽ sống được và sinh sản. Thì khi mà bà con nuôi một con, khi nó sinh sản được nó sẽ đẻ ra một trứng, và một cái trứng đó nó nở được 100 con. Với 100 con đó thì chúng ta sẽ gầy ra thêm nữa. Tỷ lệ hao hụt bà con giữ cho tùy vào cái khả năng chăm sóc cũng như kiến thức của mình thì nó sẽ, tỷ lệ hao hụt nó sẽ khác nhau. Nhưng mà nằm trong giai đoạn từ 10-30% là thành công. Chứ không ai mà dỗ ngược xin tên là tôi nuôi 1.000 con là sống hết 1.000 con là không có. Đây, bà con thấy kiều nó nổi lên, nó thả thiền nha bà con. Đây là một lát nó thả thiền. Đây, thả thiền khá là đẹp. Cái ốc lát cái thịt nó vàng, nó trắng trắng mà nó vàng vàng, ăn rất là giòn. À, nhưng mà con thấy không? Đây em nuôi nó ăn nè. Nuôi gì là ok rồi.
học lát hiện tại phần ốc giống bên em cũng dưỡng rất là nhiều. Phần con ốc lát, ốc giống dưỡng khó lắm nha bà con, dưỡng mà lên lấy sức từ con giống là khá là lâu. Rồi em cũng qua một cái lưu ý cuối cùng cho những bà con nào muốn khởi nghiệp về con ốc, đó là hiện tại là trên thị trường là cũng có không có một cái loại thuốc nào mà để đặc trị cho con ốc, gọi là chỉ là những người là quảng cáo này nọ là chỉ lấy cái thuốc của những con khác và đưa vào thôi, mà không có cái loại thuốc nào mà trên cái vỏ thuốc là in hình con ốc cả. Có cái loại thuốc in hình con ốc nhưng mà nó để diệt ốc chứ không phải là cứu ốc, cứu con ốc. Đấy, cái thuốc đó thì bà con cũng biết rồi, cái thuốc diệt ốc vô vàng á. Vì vậy bà con nên không nên nghĩ tới cái loại thuốc đó, bà con nên nuôi tự nhiên. Thì con ốc là con ốc nó sống tự nhiên nha bà con cứ tạo môi trường tự nhiên và nuôi một cách tự nhiên, chúng ta cũng không cần phải thúc nó ăn quá là nó sẽ sống rất là tốt, sống bình thường. Con ốc lát này vô thương phẩm nha bà con, đây nó cái này thôi, vô thương phẩm. Tại vì nó không ăn thức ăn công nghiệp, nó ăn thực vật và củ quả hoàn toàn tự nhiên, nên chúng ta cứ nuôi tự nhiên. Thì nuôi con gì thì cũng có hao hụt, nên bà con phải biết cách khi mà nó hao, khi mà nó nổi lên á thì nó không có cứu được đâu, bà con cách ly nó ra, đừng để nó lây con khác. Vậy em xin tóm tắt lại là nếu bạn nào muốn, bà con nào muốn khởi nghiệp nuôi con ốc thì cứ nuôi. Chúng ta thứ nhất chúng ta tạo được cái nguồn nước, thứ hai môi trường tự nhiên, và thứ ba là thức ăn sạch, là cứ nuôi sẽ thành công, em bảo đảm. Và giá hiện tại thị trường là không có khi nào là nó xuống dưới 40.000, nó ăn thực vật mà không dưới không xuống dưới 40.000, con ếch ăn thức ăn nhưng mà bán còn 40.000 họ còn bán mà, tại sao con ốc mình không dám nuôi? Thì em cũng chia sẻ nữa bà con một số điều cho bà con muốn tham khảo để có thể hiểu sâu hơn về con ốc này. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì ở tập sau em sẽ bắt đầu tiến hành làm cái bể đẻ cho những con ốc này. Nó cũng sắp đẻ rồi. Nói chung là một tháng rưỡi nữa là sẽ bắt đầu sinh sản thôi. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Và nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh. Và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Em cũng xin chào bà con. Hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.